Nghiên kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chuyên mục Y học cổ truyền của Đài Truyền hình Sài Gòn Network 51.3. Kính thưa quý vị, hôm nay trong chuyên mục Y học cổ truyền, Đông y sĩ Thiện Đào đến từ nhà thuốc Hoa Đà trở lại với làn sóng để trình bày với chúng ta một chủ đề. Có lẽ căn bệnh này sẽ gặp ở nhiều người lớn tuổi hơn là những người trẻ, nhưng không có nghĩa là người trẻ sẽ không bị. Tỷ lệ nó có thể ít hơn thôi, nhưng mà nó vẫn có xảy ra. Và khi bệnh này rồi đã thực sự rất là ảnh hưởng tới đời sống rất là nhiều. Có thể là nó không ảnh hưởng ngay tới tính mạng, nhưng mà ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, đau nhức rất là nhiều và ảnh hưởng tới công việc làm. Đó là chứng bệnh gout mà Đông y thường hay gọi là bệnh thống phong. Hôm nay thì Đông y sĩ Thiện Đào sẽ trình bày với chúng ta về chứng bệnh này. Trước hết xin chào Đông y sĩ Thiện Đào ạ. Xin kính chào Hương Nghiên, kính chào quý vị khán giả của đài SGN. Hương Nghiên có biết là cái chúng ta bị gọi là nightmare, là coi như là mình gặp ác mộng về ban đêm. Và cái căn bệnh này nó gọi là ác động mộng về đêm và về ngày luôn. Có nghĩa là nó đau khủng khiếp, nó đau như người ta cắt vào da và cắt vào những cái xương tủy của mình. Nó đau đến nỗi mà chỉ có biết kêu trời và muốn cưa luôn cả chân. Dạ vâng. Thì đó là căn bệnh gout, dạ thống phong. Vâng. Kính thưa quý vị, cá nhân chúng tôi thì cũng có thấy một số bệnh nhân bệnh gout nhiều mức độ khác nhau, thưa Đông y sĩ. Nó có nhiều mức độ, chứ không phải cứ nói là bị bệnh gout là đau như thế. Có những người bị nặng, có những người bị nhẹ hơn, có những người rất là đau khổ về chứng bệnh này. Thì hôm nay đó thì chúng ta lắng nghe bên phía Đông y ra làm sao, chứ Tây y thì chúng tôi thấy hình như là không có chữa dứt hết được rồi đó. Không biết có phải vậy không, thưa Đông y sĩ Thiện Đào, và Đông y thì có chữa dứt được không? Đông y thì thật sự cái bệnh này mình nói chữa dứt thì dứt, nhưng mà kèm theo phải cử ăn, bởi vì chúng ta đã đủ những chất đó rồi. Khi nó dư thì cái thận dư nó đi đâu? Nếu thận dư của purin đi, mình nói cái chất purin nó dư, nó sẽ sinh ra những chất Việt Nam mình gọi là ure, còn bên đây nữa là uric, uric acid. Thì khi nó dư ra thì nó đi vào đâu? Nó đi vào những kẽ xương, và kẽ xương mà nó nằm ở xa cái thành phố, là xa trái tim, thì nó nằm ở đâu? Ngón chân cái là cái chỗ cuối cùng của nó đậu bến, và nó đậu rất là nhiều chỗ đó. Và những cái đó là những cái vôi, nó gọi là crystal powder. Nó vô đó, nó cấn vào những thần kinh, cấn vào bắp thịt, cấn vào những cái sự lưu thông của chúng ta, làm cho nó cấn vào đó và không lưu thông được máu huyết, nó sưng tấy lên, thì nó chúng ta có thể cứ nôm na gọi là thống phong hay là gout. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, khi mà bị bệnh gout đó, thì bên Đông Tây y đó thì chúng tôi thấy là rất nhiều những biện pháp, nhưng mà hình như là không hiệu quả mà dứt điểm được, mà có nhiều người đau lắm. Nhưng mà bên Đông y đó thì thưa Đông y sĩ, họ lý luận sao là cũng từ chất bổ rồi động lại, thì cái nguyên lý làm sao để mà chữa căn bệnh này? Hồi nãy chúng ta nói về thức ăn, bây giờ chúng ta nói về thức ăn, thì những cái thức ăn mà chúng ta ăn vào thường thường nó đa số do những cái gọi là cái thực phẩm của chúng ta ăn mỗi ngày, mà chúng ta vô tình không biết ăn những cái chất mà nó đã dư ra cho cơ thể của chúng ta, chẳng hạn như đồ lòng protein. Protein nó quá cao, chẳng hạn như gạch cua, gạch tôm, crawfish, những cái đồ lòng của những cái con vật, thì những cái đó nó sẽ tạo ra cái protein quá cao, và trong khi đó chúng ta đã dư thừa rồi. Khi chất purin nó cao, chẳng hạn như nó cao thì nó sẽ sinh ra những gì, và những gì nó sẽ đem lại cơ thể xấu. Thì rõ ràng nếu như chúng ta muốn trị bệnh, thì Hương Nghiên có hỏi là Đông y có cách nào trị bệnh hết 100% không? Yes. Nhưng mà nếu chúng ta đang trị bệnh, chúng ta quét dọn chỉ có 15% mà chúng ta thảy vào 30%, vậy có hết bệnh hay không? Dạ vâng. Cái vấn đề ở chỗ đó, kính thưa quý vị, như Đông y sĩ Thiện Đào nói thì hoàn toàn rất là có lý, ở chỗ là chúng ta cái nhà chúng ta dơ, chúng ta có gọi là clean có 15% mà chúng tôi lại xả rác lại 30% thì nó đâu vào đó. Yeah. Nhưng mà chúng tôi trong thực tế, kính thưa quý vị, đâu phải là người bị bệnh là ăn nhiều đâu mà nó vẫn bị bệnh. Chẳng hạn ví dụ có người bệnh bị bệnh
đau chuốt rồi về kiêng cử đủ thứ hết. Nhưng mà rồi hình như cũng không hết. Thì đúng là sẽ có người quá dư rồi nó gây ra bệnh, nhưng phải có một cái nguyên lý là hình như cái system đó mình không làm việc được, cho nên nó làm tạo ra những cái chất đó, nó thay vì nó tiêu hóa đi thì nó không tiêu hóa mà nó ứ lại. Có nghĩa là cái cơ địa của cái người đó nó không làm việc, nó không có work tốt, thì nó mới tạo chất dư. Nếu mà chúng ta ăn nhiều, chúng ta to khỏe, chúng ta ăn nào là thịt heo, thịt bò, crawfish, tôm cua, chúng ta ăn nhiều thì đúng thật là nó dư. Nhưng nếu trong trường hợp mà có nhiều quý vị chúng tôi thấy cũng ốm à, mà cũng bị coi như là bị về một chút là kiêng cử tùm lum hết, nhưng mà nó vẫn cứ cũng bị, thì có nghĩa là chúng tôi đặt ra vấn đề có phải một cái nguyên lý nào đó để cho mà cái cơ thể, cái system của mình, thay vì nó đào thải, thay vì nó phải làm cái gì đó thì nó không làm, nó làm cuối cùng nó tạo vẫn cứ tạo ra cái chất uric đó. Cũng tội cho những cái người mà họ có những cái trường hợp như vậy, bởi vì cha sinh mẹ đẻ ra thì mình cũng không biết ra cơ thể của mình có mạnh đủ bao nhiêu phần trăm để tống ở khứ những cái đó. Và có nhiều người trong nhà bệnh quanh năm suốt tháng, có người đâu bệnh đâu. Dạ vâng. Cái lâu lâu họ mới bệnh, nhưng mà rõ ràng là chúng ta nói cái người kia họ thói quá nhanh hơn người nọ, đúng không? Thì rõ ràng là cái người bị thói quá nhanh hơn thì cái bệnh nó sẽ tới dễ hơn. Dạ vâng. Chúng ta nói về tế bào thì tế bào, nếu mà chúng ta đã yếu về tế bào, bây giờ chúng ta nói về tế bào ở đầu gối nó yếu. Dạ vâng. Thì nếu như tế bào đầu gối yếu mà đã bị tổn thương và bị nhiều cái purin đó tạo ra uric acid nữa thì làm sao? Thì nó bị nhanh hơn người khác. Rõ ràng bây giờ chúng ta cử ăn nhưng mà vẫn bị là tại vì họ yếu cái đó rồi, thì nó bị nhiều nặng hơn thôi. Dạ vâng. Không có gì khác. Như vậy thì cái nguyên lý để mà cái toa thuốc mà Đông Y Sĩ Thiện Đào kê đơn đó là nó đánh vào cái gì? Nó đánh vào cái system nó không cho tạo ra nữa, hay là nó làm sạch cái đóng vôi đó? Thì chúng tôi muốn đặt vấn đề, chúng tôi hiểu được cái đó, đó là mình cho thuốc vô là để nó clean những cái chỗ động, chỗ xương đó, nó làm cho mòn đi để cho mình đỡ đau, hay là mình đánh vô cái system của cơ thể chúng ta làm việc nó tốt hơn để nó không tạo ra cái chất đó nữa. Chúng ta không về Đông y, chúng ta không có chữa giảm đau. Vâng. Mà chúng ta phải biết là mình nguyên nhân cái gì nó tạo ra cái uric acid đó. Và chúng ta dọn dẹp từ ở gốc cho đến rễ và đến ngọn. Thì trong Đông y có những vị thuốc thứ nhất là đem tống khứ những cái chất độc hay là những cái chất uric acid dư thừa. Cái thứ hai đem cái sự gọi là circulation, là đem những cái sự tống khứ đó nó mạnh hơn để tống đi và chống được những cái viêm sưng, chẳng hạn như những vị như hoàng kỳ, những vị như kim ngân hoa, những vị như là phòng phong, thì nó chống được những cái gọi là phong thấp hay là thấp khớp. Thì nó tạo ra khi mà không phong thấp, thấp khớp không có thì dĩ nhiên là cái sự đóng nó không còn nữa, có nghĩa là lúc nào nó cũng quét dọn đi thì cái chỗ đó nó sẽ sạch sẽ. Thì rõ ràng chúng ta không có uric acid nữa, nó vừa tống mà nó vừa quét dọn, nó vừa dọn dẹp sạch cái chỗ đó từ gốc đến ngọn thì làm gì mình có bệnh được, nếu như chúng ta biết bảo trì. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, đó là cái cách. Thì một điểm nữa chúng tôi muốn hỏi Đông Y Sĩ là Đông Y Sĩ Thiện Đào có nói tới là cái nguồn ăn uống rất là quan trọng để gây nên cái bệnh này. Ngoài cái vấn đề ăn uống ra, nó còn có những nguyên nhân nào khác không thưa Đông Y Sĩ? Thứ nhất là về cái di truyền. Cái di truyền là nó chỉ có 10-15% thôi, nhưng mà đa số là thức ăn của chúng ta. Có nhiều người họ vô tình họ không biết cái thức ăn đó là cái thức ăn làm cho cái uric acid nó tăng. Chẳng hạn như ở nhà chiên, chẳng hạn một gia đình họ chiên mong ăn những cái loại đó, ăn nhiều lần năm này qua tháng nọ thì nó deposit, nó tạo ra những cái căn bệnh mà chúng ta không ngờ được. Khi chúng ta về hỏi ông thầy, nói là căn bệnh của tôi mới bị đây thôi à, nhưng mà thật ra nó đã tiềm ẩn bao nhiêu năm, có nhiều khi nó đến rồi nó lại đi, nó nhẹ nhẹ cho nên chúng ta không để ý. Và khi nào nó gõ cửa nhà chúng ta, nói là
bây giờ là nó nặng rồi, nó không đi nữa, nó nằm đây rồi, chân tay sưng đi không nổi nữa, ngồi khóc không, thì lúc đó chúng ta mới nói là ô, tôi mới bị bệnh đây thôi. Dạ. Thì tội nghiệp cho mấy ông thầy chị hoài mà không dứt, chị dạ. lâu lắm mới dứt, thì nói là ngày mai hai ba bữa nữa, một hai tháng nữa nó hết ông thầy. Tôi cũng có câu trả lời nữa. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chúng tôi thường nghe đông y sĩ Thiện Đào nói là gì? Tâm can tỳ phế thận, phải không ạ? Dạ đúng rồi. Như vậy cái bệnh có một số bệnh đó thì do tỳ, do phế vân vân. Như vậy cái bệnh gao này là do cái gì yếu? Trong cái khoảng năm cái tâm can tỳ phế thận đó. Thì cái phần nhiều á là cái thận nó bị nhiều. Bởi vì thận là cái chỗ lọc máu, lọc những cái protein, là hồi nãy mình nói protein là chất đạm, chất những cái chất mà có thể đưa vào một cái cơ quan khác để ra đường phân rồi nước tiểu thì đi xuống. Thì nếu như mà cái uric acid mà nó tăng cao thì chúng ta sẽ thấy những cái signal chẳng hạn như đi tiểu nó xoắn hoặc là tiểu vàng hoặc là đục nó ra cặn luôn. Nó ra như hạt gạo gì thì chúng ta đã biết uric acid nó quá nhiều. Thì đó là nó sẽ viêm, thứ nhất là tuyến tiền liệt, thứ hai nữa đóng sạn trong thận rất là nhanh trong thời gian ngắn. Và thứ ba nữa là mấy cái đầu gối này nè là nó méo luôn. Có nhiều người họ sưng tấy đi không được và những ngón tay này nó méo rất là nhanh, nó méo qua méo lại giống như cái cười vậy đó. Có nhiều người trong thời gian rất ngắn bởi vì nó dư quá nhiều. Và trong cơ quan của chúng ta gan và thận thì gan không lọc nổi những cái chất dư đó mới thảy qua cho anh thận để đi ra đường tiểu, nhưng mà anh một mình nó đâu có chịu tiếp. Nổi không lọc tiếp được không nữa. Lọc tiếp nổi, cho nên cái chất dư nó cứ travel đi vòng vòng, nó đi rảnh cái chỗ nào là nó ở đó luôn và nó không đi ra nữa, thì rõ ràng chúng ta thấy cái cơn đau nó khủng khiếp lắm. Bị gout là chúng ta thấy có những cái đầu ngón con chân nó sưng lên. Đúng nó rồi. Tấy lên, nhưng có nhiều quý vị cũng không sưng lắm mà quý vị cái đầu gót á, quý vị đi nó đau. Thì có những cái biểu hiện thể hiện nào có thể xếp vào là bệnh gout, hay là phải sưng đỏ mới là gao, hoặc là có nhiều quý vị nói với chúng tôi là sao mà bước giường xuống đó, là đi buổi sáng là nó đau cái đầu gối đầu rồi cái gót chân dữ lắm. Nhưng đi một hồi thì nó đỡ. Ví dụ những người già hay than vãn chuyện đó thì có đó có phải là gao không? Đó là cũng còn một phần là gao, bởi vì những cái vôi đó đó nó sẽ đi vào những cái kẽ xương của chúng ta nó nằm, và cái chân của chúng ta khi mà ngủ thì nó đứng như vậy. Chúng ta khi mà đứng thì cái chân nó mới nằm, thì đứng như vậy thì nó không có được lưu thông, không được lưu thông thì những cái vôi đó nó đi và nó nằm đó luôn, nó không có đi nữa, thì nó tạo ra những cái gai, nó sẽ cấn vào những cái tendon là những cái gân cơ của chúng ta, hay là nó cấn vào bắp thịt hoặc là gân máu của chúng ta thì sẽ làm ra những cơn đau đó. Khi chúng ta đi vài bước thì tự động nó lưu thông là nó đỡ đi, nhưng mà không có nghĩa là cái bột đó sẽ đi, cái bột vôi đó nó sẽ đi. Thì chúng ta có rất là nhiều cách để chữa trị bằng dạ cách vâng. Có nghĩa là có nhiều mức độ mức chứ độ. Không phải là cứ gao là phải đỏ mới là gao, phải không ạ? Nó bị đỏ mới khi là gao. Mà nó nặng thì nó sẽ đỏ. Dạ vâng. Và chúng ta rờ lên sẽ thấy ấm. Nhưng mà xin đồng y sĩ Thiện Đào chia sẻ rằng một cách khách quan mà công bằng mà nói đó, thì đông y có phải thế mạnh về bệnh này không? Thật sự cái bệnh gout chúng tôi chữa trên dưới 20 năm thì chữa rất là vô tư, rất là nhiều bệnh nhân bệnh này, nhất là khách bệnh nhân của những cái bản xứ cũng như những cái người ở bên Middle East là những người Trung Đông, thì họ bệnh này rất là nhiều bởi vì họ ăn những cái thức ăn của họ ngộ lắm, cho nên họ tạo ra những cái bệnh nó nhiều hơn là mình. Và chữa trị rất là nhiều bệnh nhân có kết quả cao bởi vì họ biết là mình dư cái gì và họ có ý thức thì chữa rất là dễ, dạ không vâng. Khó. Dạ vâng. Một câu hỏi cuối nữa trước khi chúng ta rời làn sóng đó. Cái này chúng tôi nghĩ là quý vị nhớ nghe rõ một chút đó là xin đồng y sĩ Thiện Đào khuyên là nếu quý vị nào đang bị bệnh gout hoặc là bị nhẹ hoặc là chưa bị bệnh gout, chúng ta nên tránh ăn những cái thứ gì hoặc nên uống ăn những thứ gì để chúng ta đề phòng. Chẳng hạn chúng tôi hỏi như vậy là vì chúng thấy hình như nói là
cá đuối là ăn vô là nhiều axit uric lắm. Đúng rồi. Vân vân, ví dụ như vậy. Thì nếu mà ông bác sĩ Thiện Đào có một chút gì kinh nghiệm cái những món ăn đời thường của Việt Nam mình á, nó ảnh hưởng tới bệnh đó, thì mời ông bác sĩ chia sẻ. Chúng ta nói trước là cái nên, thì nên là ăn những cái chất chẳng hạn như mình bưởi, cam, quýt, những cái chất mà gọi là mà là tốt cho cơ thể, là antioxidant, rồi dòng họ của berry, blackberry, strawberry, tất cả những loại berry, đậu thì chúng ta có thể ăn được. Nhưng có lúc mà bệnh thì đừng có ăn đậu. Cho hàng đậu phộng, đậu cứ ngưng đi, tại vì những cái đó nó sẽ làm nhiều hơn, cái chất đạm đó nó sẽ làm cho chúng ta đau hơn. Khi chúng ta hết bệnh, chúng ta có thể ăn chút, dần 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 nó sẽ thành thói quen mà ăn nó rất là tốt. Nhưng mà khi bệnh thì ăn cái đó không tốt. Không nên ăn đậu. Không nên ăn đậu. Cái điều thứ hai là cá, thì cá, hầu hết cá đều tốt. Nhưng mà có mấy loại cá, chẳng hạn cá chích, cá ngừ, cá đuối, thì chúng ta phải tránh nó đi. Và tránh những cái đồ hộp nha. Với lại những cái đồ làm sẵn, chẳng hạn xúc xích đại khái như vậy. Thì chúng ta sẽ tránh được nhiều cái thứ mà nó làm phiền cho cái bệnh của chúng ta trong lúc đó. Và quan trọng nhất là rượu bia chúng ta vẫn uống được, nhưng cái lúc bệnh á, thì giống như chúng ta quăng rác, quăng bùn vô trong cái cơ thể của chúng ta, thì nó sẽ tạo ra uric acid thiệt là cao, thì rõ ràng căn bệnh không bao giờ hết. Dạ vâng. Có cái gì mà ngâm cái chân cho nó đỡ đau? Cái gì ngâm chân có đỡ đau hay không? Cái này thì Hương Yên hỏi cho khán giả, đôi khi nếu quý vị ai đang xem đó thì có cái mẹo gì không? Chẳng hạn như là ngâm nước nóng hay là ngâm cái gì cho nó đỡ đau không? Thứ nhất là muốn cho nó nhanh thì chúng ta có thể ngâm chân bằng nước ấm và có thể thêm chút muối. Có người thì họ bỏ một chút giấm, giấm thì nó stimulate là nó đi vô sâu những cái gân cơ bắp thịt hơn. Rồi thứ hai nữa, chúng ta nếu như cái gai ở dưới nó đau quá, chúng ta có thể dùng trái banh tennis, chúng ta có roll nó. Khi mà chúng ta thấy nó êm rồi, chúng ta sẽ đổi cái khác, gọi là những cái roller bằng cây á, nó có cái lụm chỏm để chúng ta cho nó bào mỗi ngày và cho cái sự lưu thông máu huyết nó đi. Và khi nó có cấn, nó cũng cấn nhẹ dần thì cái bột đó nó sẽ trôi đi, thì nó sẽ trôi theo đường máu và ra đường tiểu của chúng ta. Thì cái đó sẽ là cái cách mà đỡ tốn tiền, thứ nhất. Thứ hai nữa cũng hiệu quả, cũng tốt lắm. Dạ vâng, cảm ơn Đông Y sĩ Thiện Đào. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của Đông Y sĩ Thiện Đào với chủ đề là bệnh gout, bệnh thống phong. Đây là căn bệnh mà phải nói là khi một quý vị bị, ai mà không may bị thì rất là đau và rất là khổ sở vì chứng bệnh này. Và đặc biệt chúng tôi cũng muốn tóm lại đó là cái sự chế độ ăn uống mà Đông Y sĩ Thiện Đào nhắc nhở rất quan trọng để chúng ta có thể phòng cũng như là giảm và hỗ trợ cho việc điều trị, rất là quan trọng để đạt hiệu quả. Quý vị nhớ đừng ăn nhiều chất đạm, đặc biệt là Đông Y sĩ Thiện Đào nhắc nhở là cá ngừ, cá thu và cá chích, phải không ạ? Cá chích, dạ vâng, cá đuối. Cũng như đồ hộp, cũng như rượu bia. Quý vị nhớ và nhớ là có thể ngâm nước nóng cũng như nước muối để cái chỗ thịt đó nó mềm đi, hoặc là tập thể dục bằng cách là lăn vào cái bánh xe, vân vân. Thì chúng ta không ai muốn bệnh cả, nhưng mà đã bệnh rồi thì chúng ta phải có một cái chế độ rất là ngặt nghèo và nghiêm túc đối với những lời khuyên của bác sĩ cũng như Đông Y sĩ. Hương Yên cảm ơn Đông Y sĩ Thiện Đào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương mục Y học cổ truyền lần sau. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi, và chào quý vị khán giả đài SGN. Chào Hương Yên.